Hôm nay mình không cần phải học combo gì hết các bạn, vào việc luôn. Đâm chính sẽ là gót hình mình và tam kiếm của Yoro, và kèm theo trái băng phụ trợ. Vậy thôi, ở đây nè, có người mình thử cho các bạn xem luôn nha. Đầu tiên mình sẽ bắt bằng chiêu V này, sau đó là mình C băng V 1, chuyển sang tam kiếm mình X, chuyển sang gót hình mình X, mình Z, rồi mình C, chuyển sang tam kiếm mình Z cái nữa. Vậy là xong combo, lấy multi dễ dàng. Tại vì mình combo cái Bicento rồi đó các bạn, nên là mình đã quen với cái phím rồi. Nó chỉ thay đổi có một tí ở cái gót hình mình và chiêu Z của tam kiếm là nó đi cuối cùng. Còn Bicento á thì mình đánh hết hai chiêu rồi cuối cùng là cái chiêu sơi của gót hình mình dứt điểm. Nó chỉ đổi là một tí thôi, thì chỉ cần biến tấu một xíu là nó sẽ ra combo à. Giờ một khi mà có combo là mình quánh tứ phương hết rồi, còn miếng máu sao mà thoát nổi mình, làm sao mà thoát, các bạn nghĩ thoát được không? Làm sao mà thoát được, chạy đi đâu nữa, mấy cái dòng mà còn miếng máu này không chạy được. Rồi bạn kêu quăng cục điện đẹp quá rồi thì mình phải ăn thôi chứ chờ đợi gì nữa bạn. Trời ơi, từ mình đánh phục cái chiêu ít của tam kiếm mình quánh đâu trên trần non trên, chứ trúng chiêu ít là bạn ấy đi sớm rồi. Mà không sao không sao không sao cả, bạn đó là bạn fan nha các bạn, fan bạn ấy hỗ trợ mình săn multi luôn, có lý nha, có lý chứ. Đã bạn ấy tiếp tục hỗ trợ nè, mình sẽ cho các bạn thấy cái cảm giác mà 2-1 lúc trước mình bị 3-1 4-1 luôn, nghe nói gì 2-1. Ôi chà, vậy mà bị nó đẩy ra đi chứ. Chạy chạy làm gì, tao gỡ đấm về mua chi thôi. Bạch ảnh kết nhẹ nhàng thôi, như đứa đàn đi ẻ. dễ dàng. Mọi chuyện luôn luôn dễ dàng khi mà các bạn đứng yên một chỗ và mình kết thúc bằng một chiêu, quá tuyệt vời. Bây giờ là trống thoáng, đâu còn ai đâu, mình và bạn hỗ trợ lúc nãy đánh lộn luôn chứ sao giờ mà bé bị bắt rồi. Xong rồi, tao rồi mình đánh cái chiêu ít cam kiếm cái trời, mình đánh đâu ngoài bìa rừng mình bắt sẽ quạt trển hay trời, coi bạn ấy lóc cái nào bạn ấy chuẩn cái đó chưa. Mà mình lóc mình kiếm đại bàng, mình lóc diều hâu thì sao á, lóc còn bìa rừng không à. Nên là các bạn canh đánh chuẩn cái chiêu ít nha, là mình mới combo rồi, có người ra quấy phá nữa rồi. Nữa hả, lại là bạn Muji cai cứu nữa hay sao, trời ơi lại giải cứu liền. Thôi rồi, xong rồi. Mà kia chạy được. Còn tí là mất bao tiền nha. Đó, đáng lý ra là thuộc về mình rồi. Ông nội này cũng lết ra phá, dân phá hoại, định KS. KS là phải học Trendly, lên channel, xem video của Trendly nhiều vô mới học được. Rồi nè. Giờ không toàn thay nữa nè. Rống, có nói ẩm bò à. Trời, chạy đâu nữa, trời, còn tí nữa xấu. Còn tí nữa xấu bằng đó rồi các bạn. Đấm chiêu C cũng hụt nữa hên, của chiêu Z của tâm kiếm cứu lại nha. Chứ không phải là toan rồi, bạn đối chạy mất tiêu. Bây giờ tiếp tục lại trận đánh lúc nãy nè. Nãy các bạn Bù Chi ra phá trận cũng gì vậy? Tà Cung đang rồng rồi điện xuống. Rồi định me, định giọng mình cái quả cầu đó bắt đầu nhảy vô combo. Úi, nhíu. lóc trúng rồi. Giờ các bạn ảnh kích nèo đạp nhẹ hướng này nữa lụm. Rồi xong. Rồi mình nói rống. Mình nói bắt đầu ẩm bào à rồi, bắt đầu rưa rồi đúng không? Tao gọi còn ve vô nữa chứ. Ve vô thì ăn cái lục thức tiễn mình ấy đi xa chứ còn chờ gì nữa. Ra nữa vào đó ra nữa. Tiếp đi đó. Xuất hiện rồi đó. Bây giờ chỉ cần là một phát báo hiệu bằng Kabucha hay là một cái phát chiêu thức từ súng hay là một cái chiêu nào đó không gây đam đó. Mà chiêu nào cũng gây đam hết nhưng mà không nhiều thôi. Tại mình đâu có nâng vào đâu mà nó gây đam. Rồi ok rồi. Bây giờ bắt đầu nha. Tà Cung thả rồng là báo hiệu rồi, mình nhảy vô mình tém liền chứ. Rồi xong, ta nói thấy cái cảnh toàn ten đây nè bạn ơi, xúc xích Việt Nam hả, mình quá băng, mình đóng đá xúc xích Việt Nam luôn. Mình ăn xúc xích, mà xúc xích thì các bạn nướng là bình thường rồi, giờ là mình ăn cái dạng mà nó mát rượi, mình đóng đá mình ăn làm như mình nhai nước đá gì đó, quá tuyệt vời. Mở ra cái chưa gì hết cái là cho mình nguyên cái lôi điện rồi ha, nguyên cái quả cầu pháo năng lượng. Tà Cung rồi xong rồi. Ôi chà, nhíu nha. Bắt đầu bật cái chế độ ẩm bò nhẹ nhẹ rồi đó nha. Ôi chà, trời, con rồng nó còn quyết quẹo đó. Ui, hên quá, né được. Ui, cô đẩy bạn xà tới rào, xong rồi. Ui, nhíu, chạy. Sao mà chạy được, quân tử báo thù 15 triệu mũ lụm đây nè các bạn ơi. Chỉ cần dính đống băng thôi, mình quen chiêu rồi, ok. Nhảy vào và cho bạn ấy hết combo thôi. Đã nha các bạn. Chung là các bạn học được một cái combo gì mà các bạn đánh nó quen tay, nó ghiền lắm, rất là tuyệt vời. Mình là một người mà rất là ít săn multi nha, mà từ khi học combo từ các bạn fan cũng như các bạn chia sẻ combo gì cho mình đánh đến bây giờ mà mình được 17 M mấy mà gần 18 M, mình không tin là mình làm được luôn.
Lúc trước cái ai săn mình cứ yên cho săn. Còn giờ hả, ai săn mình là mình tém lẹm liền đó, mình lụm liền ở đó mà săn mình nè. Im các bạn ơi, thấy này đồng vui lắm. Quả đồng luôn đâu á, triệu hồi. Mà cái cơ hội mà triệu hồi rip in ra là phải dịnh một hai người lại đây chơi với mình. Người ta bây giờ người ta đang quan tâm rip in ra, ai quan tâm mình. Nhưng mà đánh cái chiêu ít vẫn đi lên trần non trển nha. Bạn kia nãy, ôi, định lỡ tém mà biến thành rồng già vô rồi. Nãy biết lấy tém hai bạn chính giữa, mình lụm luôn hai bạn cho rồi. Giờ đông vậy mình nhảy vô mấy lão tổ chém rống, giờ chỉ rước đứng ngoài bám chiêu vô thôi. Thấy mấy lão tổ chém nguy hiểm quá. Ba bốn lão tổ, ý, có bầu tì luôn. À các bạn lúc nãy nhảy vô bị rip ra đánh chết đó các bạn, mà đang trong cái chữ trong trận nè. Đó, mình vẫn có bầu tì thôi. Ngon, giòn giòn, anh cạnh ngon. Gì căng vậy anh báo, gì nóng vậy? Em thấy mấy anh đánh rip anh ra cực khổ quá, em vô em phụ. Mà em ba Ali không có được, cái Ali full rồi. Một lời biện hộ vô căn cứ. Giờ anh báo làm sao? Trời, anh báo hứa tỉnh tộc luôn kìa. Trời, anh báo dữ rồi nha. Báo băm chiêu hứa tỉnh tộc kiểu này là dữ lắm. Mình biết cái tộc người cá V4 này là đừng có để cho đánh trúng chiêu để tức giáp. Nên là mình cứ né xa, mình giạt xa ra lên chờ chiêu này mình tém nè. Anh báo anh đá hụt rồi anh ơi. Em là đấm trên trời, em đấm xuống, còn anh báo này đâu ra nữa vậy ông nội? Hên ông nội không mặc bê à trời ơi. Mới đánh con sao ông nhảy ra con, mình tưởng hách không chứ. Quá chà đậu thiệt. Thấy con lóc dữ rồi nha. Có ai thức tỉnh V4 rồi, lại là anh báo rồi nữa. Anh báo em nữa anh báo. Anh bày trò gì anh đá, anh băm chiêu cái ghê vậy. Anh băm chiêu lại phải lên anh học trên liên khóa nữa trời ơi. Bằng tộc người cá thôi nghỉ dẹp luôn đi. Cỡ bằng tàu người cá là anh báo xong rồi. Mà anh báo là phải đi cái tàu người cá các bạn. Tại khi mà bị bắt lại á thì mình còn bằng tàu người cá là mình né. Nên là combo mà các bạn sử dụng trái hiê mà combo ngắn ngắn các bạn né tàu người cá ra giùm cái nha. Rồi nhảy xuống nước luôn thôi, dẹp luôn đi. Nghĩ gì? Dí dư anh báo bảo đời mà nữa. Gặp mình đâu phải tàu người cá nhận nước mình rống sao. Đâu có nhiêu, đẹp trai chứ không có nhiêu. Cổng dịch chuyển đâu mà cả đống cả làng vậy trời, đợt cờ hai ba cổng rồi hai bạn dí nữa chứ. Dí đông vui dữ à, bắt bạn này lợ liền. Mình lụm một bạn trước, trời mong là bạn kia không thấy nha. Ý, rồi, lẹ. Trời ơi, hèn quá, làm nhanh, bạn kia sợ nhíu á. Chứ gặp mấy bạn khác là lẹ là dịch chuyển lại, là làm chiêu liên tục luôn đó. Ui, thôi. Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta nên né xa ra. Một chiêu mà trái băng có mà mình rất là ít xài đó. Các bạn thấy cái chiêu này mà mình nhảy qua mấy cái lắc nó tưng dữ lắm. Ui có ai đang farm ngon vậy? Đầu cái kèo này thơm nha, nhảy xuống cái mình lại mình đóng băng, mình quém trời cổ miếng máu nữa chứ trời. Đất ơi, nhẹ nhàng bắn chim băng cái xong đá cho cái chiêu ít của có tên mình nữa. Vậy là dễ dàng. Các bạn thấy chưa? Cần gì mà phải dí, phải đánh chi cho cực khổ. Chúng ta chỉ cần canh cái cơ hội thôi. Hả họng mà chờ sung. Chỉ việc là thấy cổ miếng máu nhảy vào tém, đa số mấy bạn phạm quái nè, hay là mấy bạn đang bê đánh nhau thì thấy cổ miếng máu mình nhảy vào mình ăn. Đó là cái cách là lên bầu ti. Nhưng mà các bạn không có kinh nghiệm cũng có kỹ năng nha. Kỹ năng các bạn là rình mò thôi, chứ kỹ năng mà bê thì không có à. Còn bây giờ mình bật chế độ trốn lên nè. Tại vì bạn fan phát hiện mình lát bạn ấy cho bầu ti thì tội lắm. Nên là mình đi server khác là chắc ăn nhất. Đâu đây vui vậy? Bạn tập trung đông thế. Chia sẻ cho mình đi. Trời ơi, nói chia sẻ thôi chứ không lại phóng lao chọi xào với ông nội. Trời ơi, ông nội chia sẻ cho anh đóng magu. Trời ơi, nện cho mình đóng ánh sáng cho ló nữa. Thôi, chia sẻ đâu không lấy à. Chia sẻ bô ti thì lậm, cái này thì lấy à. Rồi, ông nội kia cai cứu rồi. Ông nội kia chia sẻ cho mình cây chiêu của sông kiếm Odin luôn kìa nè. Là đây, thôi, đi. Bika bay bắn trên. Mình làm biến, mình nhảy mình không trung lắm. Thôi, mình nên giạt xa, mình né xa ra đi hết. Sao chạy, có ai làm gì đâu chạy. Ta dí theo, ta giúp một vé về thành sớm mà đây. Giờ chạy vô biệt thự thấy cực khổ, thấy mỏi giò chưa. Đây là cái dịch vụ mà tận nhà. Như là mình sửa xe tận nơi vậy các bạn đây. Nó giúp vé này đi về để easy chưa. Đó. Giờ là đi về biệt thự là khỏe ru luôn. Đâu có còn mà phải chạy gì cực khổ. Thấy bằng đó chạy khổ quá rồi mình giúp đỡ hết mình. Các bạn thấy mình tốt chưa. Ai tốt hơn mình nữa. Ủa cấp nhỏ vậy. Mà cái cấp này là ăn bao ti được nha. Mình cũng giúp đỡ bạn này luôn các bạn. Tại vì phải cho bạn ấy tiếp xúc với những người mà cao thủ trước, để bạn ấy có cái kinh nghiệm của cao thủ.
rồi giúp bạn ấy săn booty sau này. Lỡ sau này mà gặp cái tên của bạn ấy là một thợ săn chuyên nghiệp là nhờ mình đấy các bạn. Cái gì mình cũng biện hộ được hết à. Giờ này trời tối rồi ngắm biển gì đây? Giờ này chứ nước là coi ma, coi mấy thị quái như làm gì đây? Làm gì vậy? Trời đất ơi, không chú ý luôn. Để mình giúp cho. Sau này chú ý vô nha. Có gì về nhà suy nghĩ lại là sai ở chỗ nào? Nghĩ sao người ta đứng sao mà đứng nhìn dưới biển vậy nè? Rồi lỡ người ta dưới sao người ta thọt sao? Đây là mình đưa ra một kinh nghiệm xương máu để cho bạn ấy rút kinh nghiệm sau này. Phải canh những cái người mà phía sau cũng như là những người mà tà lại gần đó. Thì mình cứ né người ta ra rồi mình đập người ta trước. Trước khi mà ta ra tay người ta nện mình. Còn cái bạn Magu này thôi, mình không chơi. Chơi bạn Magu này không vui. Chơi lát chạy mất. Nhìn thấy có chiêu ép của Magu bay là thôi, mình dạt xa đi. Đánh cũng như không. Mình đã đánh đó thì mình phải me những cái nhân vật mà trên đất liền vậy nè. Ví dụ mình xuống biển nhận nước mình hay sao. Trời ơi, gì nào gì căng vậy. Trời ơi, vừa nói vụ đất liền cái biến hành tộc thiên thần bay trên trời luôn. Dạ chọc nóng chọc ma mình lên hay sao, mình định làm gì? Biến hành cái tộc đó là làm gì, làm được gì không? Được nha, được nha. Được nha, không combo được nha. Nó làm cho mình làm hành sâu hành kiến mà không có combo gì được hết nè. Ơi trời rào xong rồi cái kèo này là bánh chanh mình rồi. Ui, nói cái tộc ta làm gì không được đó, ta làm cho coi làm gì. Ta mình nói rồi nó có làm gì được. Là bộ mình đánh cho vui vui thôi. Nghĩ sao chim trời mà xuống dưới đây đánh với con người dưới đây sao? Bắt thử sẵn nè. Ta đã biết bao nhiêu con chim rồi mà giờ còn cử thiên thần xuống đây làm gì? Chỉ nước làm chim quay cho mình ăn thôi. Giờ chúng ta xử đến nhân vật tiếp theo là Hắc Phế nè. Lâu lâu không gặp mặt Hắc Phế, vẫn phế như xưa làm gì vậy? Xài chiêu gì đâu, quýnh gì trên đọt cây không vậy trời ơi. Bây giờ muốn chi trúng vào trọng như vậy? Còn tí tọt trúng nha nè. Đấm cái kiểu đó đó, người ta tập kích phía sau vậy rồi sao? Thì để mạng chứ sao nữa. Hắc Phế vẫn phế như xưa thôi các bạn ơi. Làm sao hơn mà được. Đã biệt danh là Hắc Phế cuộc đời chứ phế phẩm thôi. Còn ba cái bầu ti đó chắc là đi kiếm hách ăn á. Chứ đánh gì lợi mình. Nè để mình đề lại trận thứ hai cho các bạn xem nè. Đó anh trồng ba cái bu chi, trồng kiểu này các bạn thấy chữ được chưa? Bạn nào chơi bu chi đó bằng tà mảnh lũi vô các bạn nè. Ta thấy cái cảnh nè. Thôi mình đánh chỉ thiên thôi. Thằng út nó đó chỉ thiên đấm mình kìa. Mình giờ thức tỉnh tộc được rồi mà ai chơi tộc. Đang bê mà chơi tộc gì đúng không bạn? Trời cũng cắt thái thịt mình, thái thịt trâu, thịt bò thì ớn vậy. Mình tập robot nha, thái họ lắc rớt ốc, rớt mái ra. Trời ơi, nó là tộc quỷ rồi điếm. Mà giờ mình không đủ, mình đủ năng lượng để mình lên. Trời ơi, con quỷ này giờ chơi những cái trò trà trộm này. Thôi xong rồi. Liêu, giết đi. Làm sao mà giết được, chạy, thức tỉnh lên. Ê. Cay nha. Nghĩ sao cuộc đời mình đi săn bao tiên mà để cho Hắc Phế đi săn được. Trời ơi tức. Mà thằng Hắc Phế này chơi điếm thúi vậy bạn. Chơi dám bật tộc lên. Bây giờ mình chấp tộc luôn cho bạn xem. Trời ơi tức thiệt chứ. Làm mình một pha mà nó bất ngờ thôi à. Bất ngờ nó sạch mình. Đúng thiệt. Mình bắt yếm trá các bạn ơi. Nên là các bạn ra ngoài đừng tin ai hết á. Mình săn bao tiên nếu mà bạn bè đó mình thương thảo thì được. Chứ mà đánh kêu đừng bật tộc cái lát ấy binh bắt yếm trá các bạn, người ta dương đông thì kích tay á. Nè cái tộc đó sống không nổi đâu. Nó coi trời ơi. Trời ơi ba cái lông quả dí mình. Ta bứt hết là lát còn cái phao câu không à, chứ không còn cọng lông quả nào dí được đâu. Nè để người ta coi làm gì. Nè đấm nữa, cũng lại là chiêu đấm đó nữa. Chiêu đấm đó thì để mạng là đây. Đấy các bạn thấy không? Easy. Vậy mà mình để cho Hắc Phế tiêu diệt, chẳng qua nãy là mình thả thôi, cho Hắc Phế nở mày nở mặt. Chứ chẳng qua là mình combo bị hụt cái phát đó. Rồi nhây cuối cùng bị người ta gõ vô đầu, u đầu một cục phát thiệt là to, thiệt là bự luôn. Tức quá mà. Thiệt tình chứ. Vậy mà để Hắc Phế giết được. Thôi cài cái phát đó nha. Làm cái tộc quỷ mình hết hồn, mình giật cả mình. Ôn nhục đâu có được lần hai đó các bạn. Lo phân tích đâu có để cho nhân vật này còn miếng máu mà chạy xuống biển mà thoát thân được đâu. Trời thoát thân được mang nhục lắm nha, sao thoát được. Đã mình dí mình tính toán hết rồi, đáng lẽ ra là nằm ngay cái chỗ mà băm cái rương đó.
mà mình cứ lo mình phân tích đã đợi nhây 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 để ta chạy lúc. Nên một khi mà đã combo á thì các bạn đừng có tiếc, bao nhiêu chiêu thức hay là ra bấy nhiêu, có nhiều combo thì các bạn cứ xài hết nhiều chiêu các bạn bam ra để các bạn ăn được bounty. Các bạn thấy những cái pha KS của mình đấy, mình chỉ việc là mình lại mình đá con chiêu mình ăn à, là do mấy bạn tiếc chiêu đấy. Có nhiều chiêu cứ xài đi, tiếc làm gì, để người ta ăn phỏng tay trên. Tức lắm. Đó, tức lắm các bạn. Cay, cay cực kỳ cay luôn. Bói cao dữ. Rồi làm gì? Trời ơi. Đâu cái kiếm. Đâu hắc phế. Mình để cho nhân vật kia tiêu diệt hắc phế vô mất bounty chờ. Không giải cứu hờ. Nói vậy vô cứu hắc phế các bạn ơi. Đó, 72 giờ là mình cứu được hắc phế nha. Đáng lẽ bạn kia tiêu diệt là hắc phế là coi như là mất thêm mớ bounty nữa. Mình giải cứu. Vậy mà nãy dám chơi cái trò mà bật tộc lên hay không? Mà thôi, sao thua không có gì nói các bạn, thua là thua, không có đủ thừa. Thừa cũng đã thua rồi. Quá khứ không thể thay đổi, chúng ta phải thay đổi ở hiện tại thôi. Giờ mình sẽ giải quyết bạn này thay hắc phế, ông nội hắc phế đã báo không? Định báo cho bạn kia em bounty mình hay sao vậy trời, trời đất ơi. Ê, chứ cái trò hợp tác hả? Đã ta giải cứu nãy rồi. Hắc phế báo các bạn thấy chưa? Đánh người ta không đánh, mình đè đánh bù nhà không à. Phế, rõ ràng phế. Thôi quá đủ rồi bạn ơi. 17.7 rồi, lên cũng được 200k rồi. Nhờ sự góp vốn của hắc phế mà góp gì? Mình ăn 2 hiệp, kiến quốc mình lận mạng hết 30,000 rồi, còn góp gì nữa. Thôi nghỉ các bạn. Rồi video đến đây xin kết thúc và hẹn gặp các bạn trong video sau nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.